Chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cống bảy cửa Trà Vinh nha các bạn. Nay tới giờ mở cống rồi nha các bạn. Mời các bạn xem ạ. Chiếc đầu tiên vào cống nha các bạn. Siêu to vô nè các bạn. Đó, cộng nhúc luôn. Thấy không?
xi măng quá các bạn.